Vừa qua tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự hội nghị gặp gỡ châu Âu. Đây là sự kiện do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Ngoại giao, Phái đoàn Liên minh châu Âu EU và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm tổ chức nhằm tăng cường đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư thương mại giữa châu Âu và Việt Nam, trong đó có Hà Nội. Tại hội nghị, phát biểu trước hơn 500 đại biểu đại diện các bộ, ban ngành, các tỉnh thành, các vị đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng các đối tác châu Âu đã trở thành những người bạn đồng hành thân thiết cùng Việt Nam trong 30 năm đổi mới, phát triển và mở cửa hội nhập. Trong đó, FDI của châu Âu và Việt Nam đã gạt gần 25 tỷ đô la Mỹ và châu Âu cũng là nhà cung cấp viện trợ không hoàn lại lớn nhất của Việt Nam. Trong 10 năm qua, kim ngạch thương mại đã tăng gần 5 lần và đạt trên 50 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017. Hiện nay, Việt Nam và châu Âu đang đứng trước những vận hội to lớn để nâng tầm quan hệ và phát triển mạnh mẽ. Việt Nam đang nỗ lực nhằm đem lại cơ hội cho tất cả các doanh nghiệp, trong đó có các nhà đầu tư và doanh nghiệp châu Âu. Thủ tướng khẳng định, những nỗ lực của chính phủ Việt Nam cùng với sự hợp tác hiệu quả của các đối tác quốc tế, trong đó có các đối tác châu Âu, đang tạo nên một dòng chuyển động tràn đầy sinh khí, tạo nên diện mạo mới, năng động mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, nâng tầm trình độ phát triển quốc gia trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hội nghị nhằm xây dựng mối quan hệ giữa châu Âu và Việt Nam với trọng tâm tập trung vào khía cạnh thương mại và đầu tư trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA chuẩn bị có hiệu lực, đồng thời cũng trao đổi thống nhất các biện pháp nhằm thúc đẩy các lĩnh vực tiềm năng mà hai bên cùng quan tâm. Hội nghị gặp gỡ châu Âu 2018 góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện, thực chất cùng có lợi giữa Việt Nam và châu Âu.